vậy ăn mới ngon. Quay luôn. Này đến 10 giờ. Rồi cái anh mình đội hình 93 giờ anh xong cái miếng đất này về 93 qua các miếng khác và anh chạy đem lúa vô vô trong cây. Đi đâu đi đường đó còn sót nó mấy bao nữa không ạ. Rồi bây giờ anh đang gom đủ ha, đủ xe rồi. Xe lại cái chủ nào thì ra chủ nấy, miếng nào qua miếng nấy, cho nên đủ xe không đủ xe anh cũng chạy vô hết. Đó qua cái mương phèn. Cuối cây ôm tầm nữa ha. Vô tới bãi này nè. Này được cây. Giặt này là 800 mấy gần 900 ký nha quả. 900 ký đây mới cộng cái số bao. Mình tính cái ký là chạy 800 mấy gần 900. Tính ra là cái đồng này nó trúng hơn cái đồng dùng viện. Dùng viện hôm ngày 5-600 mà. Có người than lỗ thấy bà luôn. Mà cái giặt ở ngoài lúa không có tốt bằng đây. Rồi, chào các bạn nha. Mình có hai bé phóng lên mới kéo đi chơi kìa. Hai bé bắt được con chuột. Rồi giặt đồng này còn quà hướng về chợ mới. Mình chia sẻ video đến đây tạm dừng ha. Chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Mấy em ở đâu ạ? Ở trong viện anh. Dạ. Thấy là lên giúp tôi thấy ngoài. Chú ruộng hả? Lắm công người bao nè. Than nữa rồi thấy dần này chúng mà không đến đổi tệ. Giặt này không biết vô 800 nổi không mấy anh? Không, đã đâu. Này hả? Sáu ngày cũng cắt là gì đâu cao nhất là 700 đổ lời. Ừ. Đúng nhất rồi. Ủa cá kìa. Cá lóc. Ngon lành ha. Cá gì ăn mới ngon. Quay luôn.
Ừ, đang quay nè. Quay giờ vô lên, vô lên. À, có cá lóc. Bao đâu mày? Miếng này kiếm chừng chục con được rồi. Cá gì mới đã đó. Nhỏ rồi gì. Khô khô ăn ngon lắm nè. Ừ. Giờ có mồi đó. Cái đất này thấy có tương lai nè. Ừ. Đã được xuống hậu giang cá lóc không có nhỏ đâu. Dạ. Yeah. Con chuyện không nè. Đợt rồi tôi bắt là ăn có tận luôn á. Trời ơi. Cá lóc á. Dữ dằn ha. Tại vì không đó không được cá trà. À. Đào khô thì giữa lúa cái đầu nghe xả nước ra khô rồi mấy cái dũng ở trên cá lóc đồng nó vô nó đẻ nó ở đó. Ừ. Cá tra với cá lóc thì nó đâu ăn nhau phải không? Không. Ừ, cái nảnh con nào mới sống rồi bắt đầu quay chung cá lóc đi mấy cách này nói chung là đi thì có khi có cực có khi khổ chứ ăn uống ngon lắm đầu có cái chỗ mình bắt chuột bắt chim rồi trời nhóc luôn á nhất là xuống cái thứ chứ là không cho bắt chim không cơi gắn không chỉ đã cử không cá hết chim chứ gắn là không bắt ha chim ra khá mạnh mình thì mình biết mình kỹ có mấy cái đoạn mấy cách thấy nó gặp chim gặp gắn rồi nó bắt qua nhà tài tài chứ lúc mà con trăng chung rùa nó ăn đúng rồi mấy cái vật đó là cái nghề bà cậu rồi không nên cái gì chứ mấy cái đó có vướng lắm đó là thứ đó là nên nó gặp nó quỳ lại nó tránh ra được nhìn nó luôn á tha đi có người phải không con người mình thấy gặp bự quá uổng dạ
chiều nay hoặc ngày mai, tại vì nhằm khi mình về sớm á thì mình lên kênh Thái Dầu. Thái Dầu với Thái Dương. Kia Thái 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 Dương. À. Thái rồi Thái Dầu Thái Dương không ngoài. Ở ở Dương Kiệt nè. Dạ. Nó đi lầy nó còn chở quá nè mình. Chắc cô nó chạy em quá em rồi. Thank you.